Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bonsai TV. Cuốn video này tôi chia sẻ với quý vị và các bạn là cái dãy cây mà được nhiều anh em trong giới chơi cây gọi là lối chơi mới, và một cái lối chơi cây rất là mới, trẻ trung của anh em trong giới chơi cây. Gửi đến quý vị và các bạn xem, quý vị và các bạn đánh giá xem cái lối chơi như thế thì quý vị và các bạn cảm nhận thế nào. Một trong những cây quyền rất là đẹp. Thưa quý vị các bạn, thì một trong những cái tác phẩm mà anh em trong giới chơi cây đang gọi là lối chơi mới, cách làm mới. Như quan sát thực tế bên ngoài thì tôi thấy rằng những tác phẩm này nó có cái rất là tự nhiên, như vậy rất là tự nhiên. Tay cành thì được chủ nhân định hướng làm theo cái hướng rất là tự nhiên, không gò bó. Bình thường thì theo cái lối chơi đương đại thì có thể là, hoặc cái lối chơi mà cắt giật thì có thể những cái tay như này sẽ bỏ, cái tay như này sẽ bỏ. Nhưng đây là cái lối chơi mới để tận dụng hết những cái nguồn dữ liệu có trong tác phẩm. Bên này cũng có những cái tác phẩm thể hiện trong cái lối chơi mới hiện tại. Cây trắng làng, cây này thì rất là nổi tiếng rồi quý vị. Chưa được gần tay, kinh khủng. Cách làm bông dâm tay cảnh quý vị. Tôi một người bê lặng ghi nha. Đây tác phẩm này rất là nổi tiếng rồi, nổi tiếng cách đây 4-5 năm rồi. Tác phẩm Lâm Thân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì đây cũng là một trong những cái tác phẩm được làm theo cái cách gọi là lối chơi mới rồi quý vị. Gần như là tận dụng hết tất cả các cảnh cho cái tay có thể. Tất cả những cái tay mọc ra đều được tận dụng hết. Uống nó xuôi xuống. Yeah.
các bạn xem cái cuốn video này cũng xin cho những cái đánh giá, những cái nhận xét về cái gọi là lối chơi mới. Để mọi người được cảm nhận sâu hơn và có những cái đánh giá đa chiều về cái lối chơi hiện tại. Để đây này, em ơi, để đây. Để nó đâu đây à? Có, trong có phải thảm không kìa? Tác phẩm 3. Dãy mini. Anh ngồi đây em. Em đang ngắm tác phẩm đạt cái lối mới. Cây sầm núi mới biến một cây ổi, cây ổi rất là nghệ thuật. Vâng, tôi cũng xin dừng cái cuốn video chia sẻ tác phẩm theo lối mới ở đây. Chúc quý vị và các bạn là thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Hẹn gặp lại ở những cuốn video sau. Quý vị và các bạn xin hãy cho một like, một đăng ký và chia sẻ đồng hành kênh. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.